Công an phá sới bạc, một thanh niên chết bất thường. Hiện Công an tỉnh Bình Định đã có báo cáo gửi Bộ Công an liên quan vụ việc một thanh niên tử vong sau khi Công an huyện Tuy Phước triệt phá một sòng bạc. Ngày 3 tháng 1, Đại tá Nguyễn An Ninh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định xác nhận hiện Công an tỉnh đã có báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Công an liên quan vụ việc một người dân tử vong sau khi Công an huyện Tuy Phước tỉnh Bình Định triệt phá một sòng bạc trên địa bàn. Tuy nhiên, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định khẳng định các thông tin lan truyền về Công an đánh chết người là không đúng sự thật, do một số con bạc thấy Công an nên bỏ chạy rồi bị tai nạn trên đường, chứ không phải do lực lượng Công an hành hung. Rạng sáng 3 tháng 1, cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi kết luận anh Toàn tử vong do phù não, phù phổi và tim tụ máu bầm. Thi thể nạn nhân hiện được đưa về nhà lo hậu sự, báo giao thông đưa tin. Thượng tá Lê Đức Minh, trưởng Công an huyện Tuy Phước cũng cho biết đã có báo cáo gửi Công an tỉnh về vụ việc. Theo đó, khoảng 22 giờ đêm 2 tháng 1 thực hiện chiến dịch đảm bảo an ninh trật tự Tết 2017, lực lượng Công an huyện đã tiến hành tuần tra quanh khu vực chợ Định Thiện, xã Phước Quang, Tuy Phước theo kế hoạch. Thấy Công an, hàng chục con bạc đang đánh bầu cua tại đây vội tháo chạy. Anh Toàn sinh năm 1988, chú thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định bỏ chạy và xảy ra tai nạn. Công an huyện Tuy Phước chưa đụng chạm gì đến các đối tượng này. Hiện Công an tỉnh đang điều tra, xác minh vụ việc. Thượng tá Minh khẳng định.